đàn ông soi rõ mình bắt nó đang về tổ. Chào các bạn, mình đang trên đường đi bắt ong soi đỏ. Các bác nuôi ong rừng chắc là không lạ gì cái bắt ong soi này. Bắt ong soi này tức là dùng một cái đỏ hay tổ cho ong làm bằng thân cây rỗng bôi sáp ong bên trong, rồi đi tìm bắt con ong soi hay còn gọi là ong trinh sát thả vào. Nếu ong ưng cái tổ thì nó sẽ dẫn cả đàn ong về. Cái đỏ để ong rất thích và về nhiều thì phải chọn khá khó, tí nữa mình sẽ nói rõ hơn. Trên con đường này khá vắng, thường phải đi tìm những ngôi nhà làm bằng gỗ hoặc gốc cây to để dừng lại bắt ong, vì những nơi này ong thường về tìm nơi làm tổ. Hôm nay trời bắt đầu nắng to và nặng gió. Một ngày nắng sau những ngày lạnh giá như hôm nay, ong thường sẽ đi tìm tổ, vì trên núi cao rất lạnh, ong sẽ di chuyển xuống vùng thấp và ấm hơn như thế này. Sau khoảng hơn 1 giờ đồng hồ chờ đợi, mình đã bắt được một con ong trinh sát cho vào tổ rồi. Giờ sau khoảng 10 phút, ong bắt đầu dẫn một nhóm ong trinh sát về rồi. Còn bây giờ là sau khoảng 40 phút rồi, ong đã dẫn nhau về khá nhiều rồi. Chắc đây là nhóm ong trinh sát cuối cùng. Khi nhóm ong này bay đi, chúng sẽ dẫn cả đàn ong về. Đàn ong bây giờ đang về rồi các bạn ơi. Đàn ong đang bay trên trời đằng kia, nhìn bằng mắt mới thấy rõ. Rồi bây giờ đàn ong bắt đầu vào tổ rồi, đàn ong này khá đông quân. Bây giờ thì có thể lại gần đàn ong được rồi. Cái đỏ ong này của mình hơi xấu nhưng ong rất thích. Để chọn được một đỏ ong như này để đi bắt ong soi đỏ khá là mất công. Thường thì phải chọn được cây khô rỗng đàn ong đang làm tổ về làm. Sau đó bắt thử hoặc đi hánh ong, nếu được nhiều thì sẽ làm đỏ đi bắt ong như thế này. Những đỏ ong chuyên để đi bắt ong soi như thế này còn gọi là đỏ mồi, chỉ để bắt ong, khi mang đàn ong về nuôi sẽ chuyển sang đỏ khác hoặc tổ, cần có cầu ong đẹp để cho đàn ong mới bắt về. Thank you.
hết đấy. Bây giờ đàn ong đã vào gần hết rồi. Chờ ong vào hết rồi dùng lưới bịt cửa tổ và mở các lỗ thông hơi nhỏ để chờ ong về thôi. Bây giờ...